hôm nay sinh nhật kem à? Hôm nay là có em con với cả bạn con. Hôm nay rồi. Thích nha. Đâu, cho quà nào, khoe quà nào. Con được là bạn nào con cho con một cái quà này là bạn mẹ và em đã tặng cho con một cái quà và bà ngoại con đã tặng cho con này. Thế thích nhờ. Hôm nay mấy mâm? Thế à, chủ nhật có báo nên đi sinh nhật sớm đúng không? Báo có đến mình đâu. Thấy chị Kem đi chơi không bỏ khoai.
Các em nhìn đây nè. Rồi. Thích không? Hôm nay có nhiều người thích không? Không được cảm tưởng nào. Em Thank you.
trong này đấy. Này đây. Ngồi trên ở đây nè. Nào review cái bánh sinh nhật nào. Linh sai hộ chú. Sai đi, sai đi. Nào, quay vào đây à. Mỗi đứa một suất thổi nến lại nhá. Đằng nào cũng thấy hết rồi. Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thơ chia nhau thay nhau nhá, ai thổi tiếp theo nào. Rồi thổi tiếp nào, 1 2 3 rồi. Đây cho hai em bé tuổi quá cỡ này thổi nốt này.
chúc mừng các ông bà là mạnh khỏe hơn trong lớn. Cưới không xấu hổ thế này nhỉ? Bánh ngon hơn bánh trầu. Review bánh nha.